Hi, hello, xin chào chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan đến đây phát quà tại... Hiện tại Lan chuẩn bị phát phong bì tại thôn Ma Nai, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Bà con đây ta đang đợi mình, hiện tại chợ nó cũng mưa, nó sình lầy không mà mọi người ơi. Giờ Lan sẽ kiếm một cái chỗ nào Lan ngồi xuống để coi phong bì mình còn được bao nhiêu cái phong bì. Đi vô Wally lấy thêm. Đến nay thì còn được 6 cái trăm. Còn nhiêu thì số còn lại là 50. Hiện tại trên tay Lan cũng có một bánh đây nè. Bánh mini kiểu dừa. Tí xíu mình sẽ cho mấy đứa nít trên vui. Gì đó đây? Dùng gì thế đây? Cái kẹo dừa. Nó đứt nhóc kẹo không cho người ta lấy. Để thử cho kẹo dừa thêm bé bé. Đó kìa kìa. Cảm ơn. Hết luôn. Dạ, ở cuối nhớ. Đây, ở trong phía xa anh kìa đi nha. À, có rồi á. Có rồi, không lấy nữa hả? Cho bà nhét tròn đi. Cho bà nhét tròn đi. Không biết gì. Này đưa ra. Cái bánh cho nó luôn rồi. Cho nhỏ này nữa nè. Cho xong một bánh này nữa rồi mình sẽ đi soạn lại phong bì của mình, cho mình còn được bao nhiêu cái phong bì, có cần thì bỏ thêm vào. Mẹ con không lấy luôn à? Không lấy luôn, không biết. Nè nô. Mấy cái nhỏ mình cho lạ lạ, có không dám nhận đấy. Anh chú thôi. Để cái này qua đây đi. Đợi cái góc nào ngồi tổng. Đứng vào đây. Bye.
chỉ có 50k thôi. Phong bì này còn ít, cho nên là lát nữa Lan sẽ đi gieo duyên với mấy bà cụ lớn tuổi, với những chị mà dẫn hai ba đứa bé mình mới gỡ cái phong bì này nha mọi người, chứ không phải là ai mình cũng gỡ. Hiện tại trong người của Lan chỉ còn có ba mấy phong bì thôi, gỡ hết 30 mấy cái này thì mình cũng khép lại một cái chiến để làm thiện nguyện ở miền Trung. Vậy mình sẽ đi vào phía trong, mình cũng đứng theo hàng của ta luôn. Tại này là cái clip cuối cùng nên là mình cũng vô hàng shop chung đó, rồi mình sẽ phát quà những người ta nhận quà đó. Mình đứng mình nhìn ai lớn tuổi thì mình trở. Hôm nay thì cụ lớn tuổi còn ở đây là như là mình có phiếu được ưu tiên đó mình phải lựa ra những người lớn lớn tuổi.
kìa. Chị Đức nó cũng có nữa kìa, mình sẽ giao duyên. Giờ nè ai? Rồi. Mắt đẹp quá à. Cái bà cụ áo xanh hồi nãy có cho chưa? Chưa. Nhưng bà cụ thì mình sẽ kèm hai bao thơ. Có rồi, đúng túi. À, thông tin báo đến tất cả cô bác cùng toàn thể anh chị em mình đạo đến bà con đến đây để nhận quà ha. Thì cái phiếu mình chút nữa mình giặt ra để cho ban tổ chức dễ kiểm soát phiếu và thông báo ai họ có đi nhận quà mà cần hai phiếu đó thì chúng ta vô nhận trước một phiếu rồi đầu vô nhận quà xong chở ra bỏ quà đâu đó thì chở vô nhận thêm một quà phiếu thứ hai. Như vậy đó cô ban tổ chức dễ kiểm soát nha. Con nói quý vị nghe được không ạ? Được. Con xin mời tất cả quý vị chúng ta đến nhận quà đó. Chúng ta mời quý vị chúng ta đi hết cái bên đây nè. Chúng ta đi vô nhận quà đó. Chúng ta đi có hàng ngũ thứ tự nha quý vị. Bà cụ ra. Nhưng mà mình chỉ còn có 5 cái thôi. Thứ hai là thiếu là vấn đề rồi. Nên như nãy cho đúng một cái luôn nha. Biết đâu. Năm cái đậm lại này mình để mình đi vòng vòng đi. Cái buổi cho phong bì á thì Lan cũng cho xong rồi để cho bên đoàn người ta phát thêm phần quà. Và Lan đi vòng vòng mình ngắm cảnh thẳng mình quay những cái nhà mà nó cũng hơi được cổ xưa một chút xíu cho mọi người cùng xem. Ở trong thôn quê nhưng mà đường người ta vẫn được đổ cái đường đan. Đây. Nhà này thì nó cũng có một chút xíu nét giống giống như là ở trên Lan á, nhà của người Khmer á. Có cái góc nhà bên đây á, thì nó hơi khác biệt một tí xíu là nó đan bằng giống như là đan bồ á. Nhưng mà cái này thì nó đan miếng to hơn, lớn hơn. Nhưng mà cái nhà nhỏ mình thấy treo đồ nhiều quá mọi người. Đó. Cái nhà thì nhỏ nhưng mà đồ bên ngoài phơi rất là nhiều luôn. Mọi người ơi, ở điểm phát quà tỉnh Ninh Thuận này á cũng là cái điểm cuối cùng mà Lan đi cứu trợ miền Trung đợt này. Lan cũng xin được khép video ở đây. Rất mong mọi người nếu cảm thấy mến Lan á thì mọi người hãy bấm đăng ký và cho like để ủng hộ Lan. Bởi vì Lan làm YouTube á là kiếm tiền để làm thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn á mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Lan trong thời gian qua. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.